bếp trường. Dạ. Giờ đây giờ hồ xe tay ra giùm mình được không? Đây là 4 lá, mình nói tao là 1 2 3 4 đây. Điểm 1 2 3 4. Hỏi giờ đặt vô giờ đây con già chuồng phải không? Dạ. Con già chuồng mình để lên đây. Thì đây là con già chuồng đây, đặt vô 1 2 3. Mình đếm là đặt vô giờ đây con đầm bích đó phải không? Dạ. Giờ con già chuồng với con đầm bích là nó nằm đây phải không? Dạ. Giờ mình để lên đây. Dạ. Oh. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị, quay trở lại với video clip tiếp theo của Bùi Hồ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân của tỉnh An Giang. Và trên tình cờ hôm nay qua nhà bé Khánh Hưng, thằng đồng cải lương, thì Bùi Hồ có gặp một ông gặp được anh ở đây. Hàng ngày thì cái công việc của anh là trước đây là tìm hiểu thì anh là một ảo thuật gia. Và hiện nay thì công việc của anh là bán kẹo chỉ cho những em bé. Dạ em chào anh. Hôm nay tình cờ thì em được biết anh, thì anh có thể cho mọi người trên cái kênh của em biết là anh tên gì và nhiêu tuổi, hiện nay cái công việc của mình làm gì ha? Thì mình á thì tên thiệt, tên giàu, nghệ danh là Nguyễn Duy, ảo thuật gia của thành phố. Thì công việc của mình á thì giờ hiện tại giờ mình về đây mình bán kẹo. Thì trước đó thì cách đây về được mình đảo về mà tại An Giang Phú Tân đây làm chưa được một năm, thì trước đó mình đi diễn cho đoàn Trường Thanh Phương Tường và Chống Đồng nhà hát thành phố, là mình đi gắt nhiều nơi. Và cái công việc của mình hiện giờ là về đây sinh sống để bán kẹo để lo cho hai đứa con học. Dạ thì bỏ đi lâu rồi. Vậy thì cái việc tại sao anh là trước đây thì anh cũng đi diễn và cũng lo cho con được, tại sao anh lại bỏ cái nghệ thuật ảo thuật của mình? Nói chung ra trước đây thì nếu mà mình đi diễn á thì cái kinh tế hiện giờ thì cái show diễn của mình nó đã kém phần ít đi. Và mình cũng nếu mà đi diễn hoài thì đi đây đi đó thì con của mình bỏ học thì mình cũng tội. Thà mình đảo về quê lo cho con đi học, mình sống được khoảng qua ngày thì có show diễn thì mình cũng đi thành phố diễn. Vậy thì cái công việc anh hàng ngày là bán kẹo chỉ như thế này có đủ sống để nuôi hai con anh không anh Di? Thì nói chung ra về quê thì đủ, nên lắc lỡn qua ngày chứ không có thiếu thốn gì hết á. Dạ. Thì cũng sống qua ngày, thì nếu mà mình bán bữa nào có tiền nhiều thì mua đồ ăn cho con mình ăn nó ngon, bữa nào tiền ít thì mua đồ ăn hay giả chút. Con anh hai bé lớn chưa? Một bé thì 13 tuổi, mà bé lớn mình thì cũng có hay đi diễn cho nhà trường của thành phố. À dạ. Là nó đi diễn như cái thứ nhất là nó diễn khai giảng năm học mới và diễn trung thu. Còn thằng nhỏ mình thì 8 tuổi. Hai bé trai hết anh? Hai bé trai. Hiện bây giờ đang ở đây hay là ở Sài Gòn? Ở đây. Dạ. Anh Duy ơi, có điều đặc biệt là em thấy cái đôi chân của anh đó nó bị tật một chân như thế này là từ nhỏ hay là sao anh? Thì mình bị sốt bại liệt lúc 3 tuổi. Thì nói gì với mình thì mình được đi như vậy là đầu óc lo làm ăn được, là mình thấy mình còn hãnh diện những cái đứa trẻ bất hạnh khác. Sau khi xa nghệ thuật đó, thì anh có cảm thấy là mình hối tiếc hơn với công việc của mình không anh? Nói chung là cũng hối tiếc không? Thì hối tiếc rất nhiều. Tại vì cái con đường nghệ thuật đó thì mình đem lại cái cảm xúc đến khán giả yêu thích đồ này kia. Mình làm những cái động tác hết bất ngờ này tới bất ngờ kia. Rồi khi mình bước sân khấu mình diễn rồi thì những cái trò chàng phô tay đó, gì mình cảm hứng rất là lớn lao. Bây giờ mình xa cái con đường nghệ thuật cũng hơi tiếc. Yeah. Mình cũng phải gắn bó. Thì gắn bó như đặc dụng hồi trước 10 phần, bây giờ mình cũng gắn bó như còn 2-3 phần, cũng còn đứng trên sân khấu. Thì khi mà mình đã Khô Kim Cương là chọn về nghệ sĩ nghèo của Khô Kim Cương, thì mình lãnh quà nghệ sĩ nghèo được 3 năm. Dạ. Yeah. Trong khi đó 3 năm đó là mình nói thiệt, mình đã rất là bạch danh các nghệ sĩ, các lã tiền bói đứng sân khấu. Thì cũng mình biết đến là mình bây giờ mình về mình sống cũng không có gì hối tiếc, tại vì cái cuộc đời của mình dưới quê lên mình không có
ai mà đưa lên mình đứng trên con đường mình tự mình lèo lèo lách, mình trèo sông hay lội suối mình để lên đứng lên sân khấu thì mình như vậy đó, ước nguyện lắm rồi. Anh hiện nay thì cái nghề nghệ thuật là đứng trên sân khấu của anh để diễn cho các em cũng như là những mọi người xem thì đã được bao nhiêu năm rồi? Thì tính tới tính lui thì cũng khoảng 15-16 năm. Là anh học nghề từ năm bao nhiêu tuổi anh Duy? Khi học nghề thì nói chung là năm cũng 19 tuổi. Dạ. Thì khi ra diễn luôn là năm 19 tuổi, học nghề trong đó thì có khoảng năm 17 tuổi. Dạ, học 2 năm thì anh ra diễn. Ồ, phải nói cái nghề nó đã đeo đẳng với mình rất là lâu thì hiện nay nó cũng nó tiếc một phần nào, nhưng mà cuộc sống thì mình cũng phải cố gắng, đúng không anh? Dạ. Dạ. Thì hôm nay thì có dịp thì anh có thể biểu diễn cho em cũng như là cho những người ở trên xem cái kênh em một vài trò đấy, mà cho coi như là gợi lại cái đam mê của anh cũng như là cho em chiêm ngưỡng cái tài năng của anh được không anh Duy? Dạ. Yeah. Anh Duy ơi, trước khi mà anh diễn anh cho em hỏi là vì đâu mà anh lại có tình đam mê với lại nghệ thuật của môn ảo thuật? Thì mình thì lúc đó mình đi diễn thì đam mê, khi mà mình lên học rồi á thì đứng trên sân khấu mình diễn là cái xuống lần đầu tiên cái chàng vỗ vỗ tay làm cho mình phấn khởi lên nữa thì bởi vì mình mới đam mê tới giờ nghề nghiệp luôn. Không, nhưng mà lúc nhỏ kìa là 17 tuổi là tại sao anh lại có đam mê với nó, anh có khiếu với nó, anh gặp nó thích hay là tại sao? Thì mình cũng nhỏ thì mình nhớ ở Sơn Đông Hải Võ ở trong quê mình thì mình thấy người ta diễn quá hay đi, ô quá trời ấy, mình mới đam mê, đâu mà duyên nợ đến với mình cũng thì có cái cơ hội mình nắm bắt thì cũng ra ngoài gặp cũng như các lão tiền bối cũng diễn Sơn Đông Hải Võ. Dạ. Thì mình mới ngồi coi, mình vô mình hỏi thì mấy ổng nhận mình làm đại tử. Dạ. Cái duyên nợ đó mình đối với mình thì mình không biết sao tả nổi. Dạ. Mình vui nhất luôn. Có nghĩa là nó đến với cái nghề, nó đến với mình mà mình không hay luôn, không chỉ hay. Hỏi với một cái câu hỏi bình thường thôi nhưng dạ. Mà thầy đó nhận mình luôn. Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn chia sẻ rất thú vị của anh. Thì bây giờ anh có thể diễn cho em xem được rồi đó. Bây giờ đây thì mình là Nguyễn Duy. Thì trong cái về đây thì không bao giờ mà bỏ quên cái con đường nghệ thuật. Tuy mặc dù đi bán cái này cuộc sống nhân sinh thì mình cũng có thể là mình diễn một hai trò để giúp vui trên kênh của Bùi Hồ. Dạ. Bùi Hồ. Thì đây là mình ảo thuật bài. Giờ đây Bùi Hồ coi kỹ như là mình để chia sẻ đây đến Hồ. Dạ. Giờ trên tay Hồ bắt cho mình một lá bài ngẫu nhiên được không? Dạ được anh. Thì cái lá bài này thì Hồ cứ phẹt lên cho người ta coi luôn, phẹt lên luôn. Dạ rồi. Rồi giờ đây là thằng ba rô. Dạ. Thì thằng ba rô mình nói tao ba rô, mình để ra ba go đây, phải không? Dạ. Giờ mình sẽ ấp ba go này lại đây. Dạ. Thì giờ mình đẩy ba go xuống đây về. Dạ. Thì đây là ba go nó nằm ngay giữa, thì mình nói giờ đây thằng bảy go. Dạ. Bảy go nằm đây, lắc nhẹ anh trai. Ồ, đó nghệ thuật luôn. Đó. Là bây giờ cũng là thằng ba rô, mình nói tao ba rô thì đẩy, nhiều khi giờ cũng là đẩy ba rô đây, phải không? Dạ. Giờ đẩy ba rô mình đẩy đây, đẩy đây, đẩy xuống về, thì nó nằm ngay phẳng đây. Mình nói giờ đây thằng mười rô lắc lên lại ba rô. Quá hấp dẫn. Em còn đam mê nè. Thì cái con đường nghệ thuật thì mình không có mà quên nó được. Dạ. Nhiều khi mình cũng làm gì làm cũng nhín thời gian 5-10 phút để tập luyện lại. Dạ. Rồi tiếp theo một cái trò khác anh. Bây giờ của bài thì mình còn cái trò nào nữa không? Bài thì những cái trò mà kỹ năng như đặc vụ điếu thuốc. Dạ, điếu thuốc hay bài gì cũng được. Để dạ. Em lấy đi cho anh điếu thuốc. Đây em. Giờ đây cái điếu thuốc thì mình nói ta điếu thuốc là cái này mình nói chung ra cũng là
Giờ đây đĩa thuốc mình đã đẩy đĩa thuốc. Thấy không anh? Dạ, rồi thấy rồi. Đây cũng vậy, cái đôi tay của mình tập luyện mình không bao giờ mình. Chủ yếu là mình nhanh tay thôi anh ha. Đây còn là đĩa thuốc. Tại vì cái này là nói chung ra mình diễn nó để vui. Nhiều khi trong ngồi nhậu đồ này kia, cái vấn đề là đây mình sẽ bẻ đĩa thuốc ra làm hai. Dạ. Mình nói ta đây giao lại bẻ. Thì đĩa thuốc đây cầm trên tay đây mình bẻ. Thì nó đặt vô vô đây. Mình sẽ bẻ đĩa thuốc ha. Dạ. Là đứt làm hai mình nói đây. Giờ đây giờ giờ đây mình. Trước mắt em lúc nãy em thấy đĩa thuốc đứt làm hai rõ ràng. Dạ. Thì đó những cái kỹ năng để mà mình diễn nó tác đời này kia trong cái con đường nghệ thuật. Dạ. Bây giờ còn một trò nào tại chỗ nữa không anh? Bây giờ đây thì trò tại chỗ. Thì những cái thì bây giờ mình lại làm bài lại đi ha. Dạ. Thì cái này là mình để làm lại những cái quyết điểm ở sân khấu lại. Dạ. Thì những cái đá bài mình share. Đây. Mình share đôi tay bài. Dạ. Bài này nó đã cũ rồi. Thì mình nói to. Đây. Ok. Ôi. Số 1. Bình thường thì chỉ thấy ở trên sân khấu xa xa thôi, nhưng mà không ngờ thấy gần như vậy. Mà gật rất là hay luôn. Cái đôi tay của mình tập luyện mà. Cái lúc nãy mà anh biểu diễn cho em xem cái trò mà biến qua biến lại từ lá bài đó, anh có thể làm lại cho em xem cái trò đó được không? Okay. Như cái trò đó thì bây giờ để đây cũng được. Thì bây giờ mình diễn đi. Giờ biến qua biến lại thì nó cũng đây. Giờ đây giờ mình diễn là thường thường người ta diễn là mình diễn già với áp đọt đầm đi. Dạ, già với đầm ha. Rồi, bây giờ đây giờ go cơ go chuồn bớt chuồn. Dạ. Giờ đây giờ hầu xe tay ra giùm mình được không? Đây là 4 lá, mình nói tao là 1 2 3 4 đây. Điểm 1 2 3 4. Hỏi giờ đặt vô giờ đây con già chuồn phải không? Dạ. Con già chuồn mình để lên đây. Thì đây là con già chuồn đây, đặt vô 1 2 3. Mình đếm là đặt vô giờ đây con đầm bớt đây phải không? Dạ. Giờ con già chuồn với con đầm bích là nó nằm đây phải không? Dạ. Giờ mình để lên đây. Yeah. Có nghĩa là hai con bài của em nó đã đảo ngược qua bên tay của anh. Okay. Khi mà anh vừa đập cái tay lên thôi. Thì đó, mình số 1. Hôm nay thì rất may mắn được gặp anh ở đây bên cái chiếc xe kẹo này. Thì nói chung là anh em mình có duyên, rất là có duyên để mà ngay chỗ nhà Khánh Hưng này gặp anh ở đây. Em rất là, nói chung là yêu quý với lại cái tình đam mê nghệ thuật anh đối với nghề. Thì em không biết nói gì hơn, thì cảm ơn anh rất là nhiều đã biểu diễn những cái trò ảo thuật mà giúp cho mọi người giải trí và cũng như cho những người trên kênh em họ biết được về cái môn ảo thuật này, mặc dù biết trước đó rất là lâu rồi và biết thêm về cái cuộc đời của anh. Thì em chúc anh luôn sức khỏe và hai bé luôn chăm sóc tốt cho hai bé và gắn bó, có thời gian thì gắn bó với con đường nghệ thuật nữa. Anh có muốn lời nào nói với những người cô bác chị ở trên kênh em không? Thì nói chung ra đây trước mắt là cũng cảm ơn Hồ. Dạ. Thì đã chia sẻ vào cái kênh của Hồ. Dạ. Thì mình cũng không biết nói gì hơn, thì nói chúc anh kênh của Hồ và chúc anh chị nào mà coi những cái kênh của Hồ thì mình cũng chúc cho anh chị sức khỏe, dồi dào sức khỏe. Yeah. Thì bản thân mình thì
mình không biết nói gì hơn. Dạ, dạ. Xin tạm biệt. Thôi bây giờ trước khi tạm biệt, anh làm cho em một cây kẹo chỉ em ăn với ha. Ok. Dạ. Cái này là kẹo chỉ miền Tây. Rồi. Rồi bây giờ thôi thì kết thúc clip thôi. Dạ. Nhờ anh làm cho một cây kẹo chỉ mình ăn thưởng thức với lại cái nghề của anh ha anh Duy. Dạ. Ok.